Thưa quý vị, giáo dục đạo đức, lối sống trong thanh niên là một trong những nội dung trọng tâm được Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng chú trọng. Bằng những mô hình hoạt động cụ thể, thiết thực, Thanh niên Đà Nẵng đã và đang phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Hôm nay, căn nhà nhỏ của mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lặng, thôn Giáng Đông, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang ấm áp trong không khí sum vầy. Ngay từ sáng sớm, các bạn đoàn viên thanh niên xã đã đi chợ, nấu mâm cơm, dâng cúng liệt sĩ, cùng mẹ trò chuyện, sửa từng cái bóng đèn bị hư hỏng trong nhà. Đoàn xã thường xuyên là tổ chức thăm hỏi các mẹ để các bạn đoàn viên cũng như là từ đoàn xã đến các chị đoàn cơ sở luôn là được gắn kết cũng như là biết ơn các mẹ đã hy sinh thầm lặng. Hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 26 đơn vị trực thuộc thành đoàn đã đồng loạt tổ chức chương trình Chúng con luôn bên mẹ tại nhà của 30 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố. Đây là mô hình được duy trì thường xuyên 2 tháng một lần với mong muốn tri ân các gia đình có công cách mạng bằng những hành động thiết thực như thăm hỏi, hỗ trợ đồng hành với các mẹ trong đời sống thường nhật. Những ngày lễ đang ốm thì ngày giỗ rồi á, thì bên chi đoàn, thành đoàn cũng như huyện đoàn là cũng quan tâm, tham hỏi, cũng gia đình cũng vui. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên cũng là một trong những cái nhiệm vụ hàng đầu của đoàn thanh niên thành phố. Thì thông qua các hoạt động này thì cũng thành đoàn cũng rất là mong muốn tuổi trẻ thành phố cũng nêu cao cái vai trò tình nguyện xung kích, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của những kẻ trồng cây. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, truyền thống yêu nước cho thanh niên vẫn sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của đoàn hội trong thời gian đến. Thông qua giáo dục nhằm củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị của thanh niên, qua đó xây dựng thế hệ trẻ sống có lý tưởng và trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão. Công điện nêu rõ bão số 8 đang hướng về phía đất liền nước ta. Đây là cơn bão có cường độ mạnh trên biển, di chuyển rất nhanh, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Để chủ động ứng phó với bão, lũ quét, sạt lở đất, hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến, tình hình cụ thể tại địa phương, tập trung bảo đảm an toàn cho phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển, rà soát, sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, cùng nhiều nội dung cụ thể nhằm triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế.